Ok, xin chào các bạn. Hôm nay Điện tử Linh Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà ghép đôi hai cái loa Marshall đời 2 và những cái con loa mà có thể ghép đôi được để tạo cái âm thanh stereo thì bao gồm là Marshall Stanmore 2 này, Acton 2 này và Woburn 2 này. Và các bạn lưu ý là phải cùng loại nhá, cùng loại thì mới ghép đôi được với nhau để tạo âm thanh stereo như vậy. Thì ở đây trước mặt mình đây là hai con Stanmore 2. Chính vì vậy mình sẽ có thể ghép đôi được và bây giờ mình sẽ thao tác ghép đôi nó. Thì cái thao tác đầu tiên thì các bạn chỉ cần gạt công tắc để bật cái hai cái loa này lên và chuyển hai cái loa này về chế độ Bluetooth. Mình không nhất thiết phải nối Bluetooth vào loa đâu mà thao tác của mình làm hoàn toàn ở trên điện thoại. Và bây giờ mình sẽ thao tác trên điện thoại. Ở trên điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm tên là Marshall Bluetooth và cái tên hiển thị ở đây là Bluetooth và có chữ M ở cái logo. Thì sau khi vào phần mềm thì nó sẽ quét đấy, tìm kiếm tất cả những cái loa ở trong phòng của mình. Thì ở đây mình có hai con Marshall Stanmore 2 nên là nó sẽ hiện lên cả hai con đây. Và nó báo là đã connected. Nếu như mà chưa connected như thế này thì các bạn sẽ phải ấn vào cái chữ connected này để cho nó nối. Và thường những cái loa mà khi các bạn mới mua về thì sau khi các bạn ấn vào để kết nối thì nó sẽ yêu cầu các bạn cập nhật lên cái firmware phần mềm mới nhất cho cái loa. Thì quá trình này nó mất khoảng 10 phút thì các bạn phải chờ đợi. Thì sau khi cập nhật xong thì nó sẽ hiển thị như cái điện thoại của mình đây. Thì mình chỉ việc ấn vào một trong hai cái loa, nhưng các bạn lưu ý là ấn vào bên phải nhá, không phải ấn vào hình cái loa mà ấn vào bên phải, ở cạnh bên phải chữ Stanmore 2, ở một trong hai cái loa. Thì sau khi ấn xong các bạn sẽ thấy một loạt các cái menu nó hiện ra như thế này. Thì trong các cái này thì nó sẽ có là chỉnh về ánh sáng của cái đèn LED này, chỉnh về equalizer, bass chép các thứ này. Đây mình ấn thử cho các bạn xem qua này. Và chỉnh ánh sáng này, đó, chỉnh ánh sáng của đèn. Và đây là chỉnh đồng bộ tiếng với điện thoại. Nó khá nhiều cái chỉnh hay là đổi tên cho loa. Thì cái ghép đôi nó sẽ nằm ở cái chữ là couple speaker, dòng thứ ba từ trên xuống đây, mình sẽ chọn vào. Đó, thì nó chọn, nó bắt mình là yêu cầu là chọn hai loa giống nhau. Thì đây mình chọn hai cái, đấy, hai cái Stanmore 2 và mình ấn Next. Sau khi Next xong thì mình sẽ chọn chế độ nghe. Đấy, thì mình sẽ chọn ở Stereo Mode. Đó, Next tiếp. Và nó cho mình set là loa nào là loa phải, loa nào là loa trái. Đó, thì mình cứ để nguyên mặc định như này. Một con phải, một con trái và mình ấn Done. Đó, vậy là xong. Đấy. Quá trình kết nối như vậy là đã xong. Thì bình thường khi các bạn mà cứ bật loa lên thì nó tự động hai cái con này nó sẽ thành một cặp với nhau. Thì khi các bạn mà muốn là nó tách cặp ra để mình chơi riêng từng phòng thì các bạn chỉ việc ấn vào chữ Decouple ở ngay bên cạnh cái chữ Stanmore 2. Các bạn nhìn thấy Decouple màu vàng không? Mình ấn vào. Đó, thì sau khi decouple cái này thì nó lại tách ra lại như trạng thái ban đầu là chơi riêng lẻ. Đó, đó là cái quá trình hướng dẫn của mình đầy đủ từ đầu đến cuối. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, thì mình còn nhiều các cái video hướng dẫn nhiều các cái loa khác nữa. Thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.